Lê xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề vô cùng thú vị, đó chính là hãy biết nói không. Thật sự thì trong cuộc sống này đôi khi chúng ta nhận được những lời nhờ vả, những lời yêu cầu giúp đỡ hay là được giao phó một công việc. Nhưng mà khi mà ta không sẵn sàng nhận lời thì việc từ chối là một điều không hề dễ dàng. Và Thanh Huyền nghĩ rằng từ chối như thế nào để mà người bị từ chối cũng cảm thấy vui vẻ và cảm thông thì đó hẳn là một nghệ thuật. Và ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả hãy cùng trò chuyện với một thạc sĩ về tâm lý, và đó chính là thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Rất là vui khi tham gia chương trình này và rất là vui khi mà ngày hôm nay được cái cơ hội trò chuyện với lại Thanh Huyền. Với một chủ đề dường như là rất là gần gũi trong cuộc sống, việc từ chối tưởng chừng là đơn giản nhưng mà thực sự nó lại rất là phức tạp. Không biết là chị Giàu có gặp khó khăn trong việc nói không và từ chối với những lời mời hay là những cái lời yêu cầu giúp đỡ xung quanh không ạ? Là một cái người làm về tâm lý thì cái công việc chính của mình thì thường là sẽ là giúp đỡ người khác, cũng như là mình là cái chỗ dựa tinh thần của rất là nhiều người. Và khi mà mình có quá nhiều những cái tình huống mà mình không từ chối được về cái đề nghị giúp đỡ từ phía người khác á, thì chính mình cũng trải qua cái giai đoạn là mình bị kiệt sức về mặt tinh thần. Cho nên thì sau đó là mình cũng có những cái suy nghĩ, những cái trăn trở. Ví dụ như khi mình trở về đời thường thì thật ra mình cũng là một cái con người bình thường. Thường là những người cả nể họ sẽ không biết nói không cho người sau. Lĩnh vực tâm lý thì nó có rất là nhiều những cái lý giải cho cái cả nể này. Giờ lấy ví dụ như thường là những cái người mà họ có cái nỗi sợ đó, có nghĩa là sợ mất lòng, sợ mất mối quan hệ, sợ bị phán xét là mình không có năng lực, thì thường họ sẽ nói có, trong khi đó nên nói không. Tuy nhiên thì mình cứ nghĩ là một cái mối quan hệ mà bền vững á, thì nó luôn luôn nó phải xuất phát trên cái nền tảng của cái sự thành thật. Cho nên khi mà mình từ chối, mình nói không, nhưng mà mình cũng hết sức thành thật. Giờ lấy ví dụ như trong cái bối cảnh công việc, tại vì bối cảnh công việc là rất là nhiều người ngại nói không. Ví dụ như là khi mà một cái người sếp mà yêu cầu nhân viên làm cái việc gì đó mà nhân viên nói không thì nhân viên cũng cảm thấy rất là sợ bị đánh giá là không có năng lực, không có bản lĩnh và rất nhiều những cái đánh giá khác. Tuy nhiên thì cái người nhân viên có thể một cách thành thật nói với sếp mình rằng là thực sự là lòng em rất muốn giúp. Nó chỉ có điều là anh cũng biết là mình làm việc chung với nhau thì em mạnh ở cái điểm này và cái phần việc mà anh giao là em không có mạnh. Cho nên là em từ chối là bởi vì em sợ em không có giúp được. Mình cũng rất là thật lòng là nếu như mình nhận thì có thể nó sẽ không có giúp được nhiều cho sếp của mình. Thanh Huyền cũng rất là thích hai chữ thành thật mà chị Ngọc Giàu nói. Nhưng mà đôi khi sự thật rất là vất vả khi mà mình từ chối đối với những người thân, người bạn bè của mình, nó khó hơn rất là nhiều đối với những người mà mình xa lạ hoặc là mình không quen biết so với nhau. Ví dụ như trong những cái trường hợp mà bạn hỏi mượn tiền chẳng hạn, Thanh Huyền hay nói là ví dụ như là cho bạn mượn tiền là coi như là mất bạn. Mà đôi khi có nhiều người ta không hiểu những cái chuyện đó thì làm cách nào để mà mình có thể nói từ chối dựa trên cái sự thành thật của mình nhưng mà người khác cảm thông được với mình? Một trong những cái nỗi sợ rất là lớn của con người mình đó là sợ kết nối. Có thể diễn giải cái từ kết nối này trong cái đời thường bằng những từ như là yêu thương nè, yêu quý nè. Cái trường hợp thứ nhất đó là đôi khi những cái nỗi sợ của mình nó phi lý, có nghĩa là mình sợ mất bạn cho nên mặc dù mình không có tiền nhưng mà mình vẫn cho bạn mượn tiền là bởi vì mình sợ. Thì đôi khi mình cũng đủ tỉnh táo để mình suy nghĩ rằng là cái nỗi sợ đó nó có thực tế hay không. Cái câu trả lời bên trong đầu của mình đó là nó không có thật. Hai người đã chơi với nhau rất thân rồi, không thể vì một cái chuyện mình từ chối giúp đỡ bạn liên quan tới chuyện tiền bạc mà bạn nghĩ chơi với mình. Còn trong trường hợp thứ hai nữa là thực sự là có thể mất. Truyền miệng mình hay nói đó là sự thật thì mất lòng là... mà thuốc đắng thì giả tầm. Khi mình nói không mà mình có cân nhắc đến cái nhu cầu của người khác trong cái tình huống đó và mình cân nhắc cái nhu cầu của mình thì cái chuyện đó là cái chuyện lành mạnh và cái chuyện đó là đáng khuyến khích. Không phải lúc nào em cũng thành thật. Khi mà em từ chối một cái việc gì đó, người ta nói là nếu mà mình muốn thì mình sẽ tìm cách, còn nếu mà mình không muốn mình sẽ tìm lý do. Nhưng mà đôi khi cái lý do đó nó không quan trọng bằng cái thái độ của mình. Khi mà mình không có đủ thành thật á, mình bịa, tạm gọi là đặt dấu nháy là cái chữ bịa ra một cái lý do nào đó để làm cho cái người kia cảm thấy yên, người ta không có tiếp tục hỏi nhờ vả mình nữa đó, thì mình không có nhớ nhưng cái người kia họ nhớ. Cho nên là một lần nào đó tình cờ ha, thì nó có thể là tới sớm hay là tới muộn thôi, thì người đó sẽ phát hiện là cái lần đó mình không có đủ thành thật và chính cái điều đó nó làm đổ vỡ mối quan hệ, tại vì nó thiếu đi cái sự thành thật, cái sự tin cậy. Chị vẫn đồng ý là cái việc mà mình đủ thành thật để mình nói lên cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình và cái nhu cầu của mình ngay cái thời điểm mình được người khác nhờ vả đó, nó không có dễ và nó đòi hỏi mình phải rất là dũng cảm, cũng như là giống như mình đủ thương mình lắm á, mình mới làm được chuyện đó. Tuy nhiên thì
để cho mình cảm thấy an, mình cảm thấy yên á. Trong các cái mối quan hệ về lâu về dài thì cái sự thành thật nó vẫn cần thiết. Theo em là cái lời từ chối nó sẽ có những cấp độ khác nhau. Ví dụ như là mình nói từ chối để cho người kia cảm thấy yên lòng, hay là mình nói từ chối để người kia đừng bao giờ hỏi mình lại cái vấn đề đó nữa, là nó có thể là tương đồng với cái việc là làm rạn nứt một cái mối quan hệ. Đa phần mọi người sẽ đi theo cái hướng đó. Có nghĩa là khi mà tôi thấy một cái người bạn của tôi cứ hay nhờ vả, hôm nay nhờ vả chuyện nho nhỏ, ngày mai nhờ vả một cái chuyện to to, tôi sẽ cân nhắc lại xem thử là cái mối quan hệ này có nên tiếp tục lâu dài, tiếp tục đầu tư hay không. Hoặc là rất là nhiều người sẽ cân nhắc cái chuyện à, nếu mà nhờ vả nho nhỏ thì tôi giúp, còn nhờ vả to to thì tôi sẽ không giúp. Thì chị nghĩ là mình cứ lấy đúng một tiêu chí, đó chính là thành thật trong mọi mối quan hệ. Có nghĩa là cho dù tôi biết rằng là cái người này tôi sẽ không có thân ha, để tôi có thể có những cái chia sẻ sâu hơn, hoặc là khi tôi có những cái khó khăn tôi sẽ nhờ lại cái sự giúp đỡ của người đó, hoặc là tôi sẽ đủ an toàn để tôi bộc lộ tất cả những cái khó của tôi. Tôi biết là như vậy đó. Nhưng tôi là một con người mà khi ai đó cần giúp đỡ, mà thực sự cái sự giúp đỡ đó là cần thiết, thì tôi sẽ giúp. Còn nếu như tôi thấy cái chuyện đó nó không cần thiết thì tôi cũng thành thật tôi trả lời rằng là tôi không giúp được vì những cái lý do mà tôi sẽ nói cho bạn nghe. Mình chỉ từ chối cái việc chứ mình không có từ chối con người. Ví dụ như là mẹ đang rất là bận, cả ngày mẹ đi làm rồi tối về mẹ còn ôm máy vi tính để làm việc nữa, thì con thì lại có cái nhu cầu được chơi với mẹ, được mẹ quan tâm, được mẹ yêu thương. Thì con sẽ bắt đầu cứ chạy vô cái phòng làm việc của mẹ và lôi mẹ đi. Thì từ chối cái việc không phải từ chối con người nằm ở chỗ này. Có nghĩa là mình vẫn quay sang để thành thật nói với con là mẹ rất là hiểu là con muốn chơi với mẹ, bởi vì ha, cả ngày hôm nay mẹ đã đi làm mà mẹ không có chơi với con. Mẹ hiểu, chỉ là bây giờ mẹ đang rất là bận ha, cho nên là bây giờ con cho mẹ 15 phút để mẹ hoàn thành xong, sau đó mẹ sẽ quay lại với con. Mình chỉ từ chối là ngay lúc này cái yêu cầu, cái việc mà con đưa ra cho mình đó là bỏ việc và chơi với mình. Thì trong công việc nó cũng tương tự như vậy. Ví dụ như mình đang làm cái công việc của mình mà đồng nghiệp của mình thì lại nhờ mình làm cái việc gì đó, thì thật ra rõ ràng cái công việc của mình nó đang chưa hoàn thành. Mà trong bối cảnh công việc mình còn thấy nó còn khủng khiếp hơn, nó liên quan tới KPI, nó liên quan tới hiệu quả làm việc, đánh giá thành tích. Dạ. Nếu như việc mình chưa xong mà mình cứ lo giúp người khác thì cái cuối cùng là tới tháng mình không đạt được KPI của mình không đạt được cái thành tích của mình. Thanh Huyền thấy là những cái bạn trẻ chẳng hạn, những bạn mà đang cần rất là nhiều những cái cơ hội về công việc và trong cuộc sống, các bạn đó sẽ cố gắng rất là nhiều để mà có thể đáp ứng những cái nhu cầu từ công việc hay là từ cấp trên, từ mọi người xung quanh. Nhưng mà khi mà mình có một cái vị thế cao hơn thì mình sẽ dễ dàng từ chối hơn. Bởi lúc đó ví dụ như căn bản là mình sẽ có nhiều cái công việc đó mà mình làm hơn, mình sẽ không rảnh để mà mình thực hiện những cái việc tưởng chừng như là mình mơ ước hồi xưa, nhưng bây giờ lại là những cái điều rất là bình thường. Khi mình có nhu cầu á, mình hay nói một cái từ nó đơn giản là mình muốn nhiều, thì tự nhiên mình cũng nhận lời nhiều, mình nói không rất là ít. Và mình cũng đợi cho tới khi nào mình cảm thấy đủ rồi đó, có nghĩa là những cái nhu cầu của mình đã được đáp ứng đầy đủ, mình ở một cái vị thế nhất định trong xã hội, mình có quyền lực á, thì mình có thể nói không. Vì cái quyền lực đó của mình, cái vị thế của mình nó đang rất là ổn. Nói như vậy để mình hiểu đó là cái việc mà mình học nói không á, nó cũng là một cái dấu chỉ cho thấy cái sự trưởng thành về mặt tâm lý nha. Nó rất khác so với cái chuyện mà trưởng thành về mặt sinh học hay là liên quan tới vấn đề về lứa tuổi. Cho nên là vẫn có những bạn còn rất trẻ, nhưng mà các bạn rất rõ cái muốn của các bạn là gì, là các bạn cảm thấy chấp nhận được với cái chuyện đó, cái nỗi sợ của các bạn đó đi, thì các bạn vẫn nói không được. Và các bạn cảm thấy rất là bình yên với cái chuyện đó, hơn là đợi cho tới khi nào mà mình ở một cái thế nào đó thì bắt đầu mình mới nói không. Và các bạn dĩ nhiên là các bạn cũng sẽ chấp nhận là có một số cái cơ hội mà các bạn sẽ mất, nhưng cái mất đó đối với cái nhu cầu của bạn nó không có quan trọng. Thưa quý khán giả, việc nói không chưa hẳn là biểu hiện ích kỷ của bản thân, mà đôi khi đó chính là việc chúng ta cân bằng giữa nhu cầu của bản thân với những yêu cầu của người khác. Vậy thì Thanh Huyền xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chủ đề lần sau lúc 12:30 từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.